Rồi chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em ghép cái iPhone XS Max Spring này. Cái này lóc nha. Đó, mình kết hợp còn lóc. Cái AMAT làm sao không? Ghép bằng SIM ghép Ronin 1.8 nha. Đó, 1.8. Bây giờ nó không lên hả? Từ từ con này đây này, cái máy này lóc nha. Thì ghép sim nó không cần phải wifi nha, nên anh em hủy cái wifi đi, quên cái wifi đi cho nó dễ làm nha. Rồi mình vô này, khi mình đặt wifi này mình quên cái wifi này, quên wifi đi cho chuẩn. Rồi sau đó là mình bấm 112 gọi đi để cho nó quên cái bộ nhớ của RAM nha. Rồi bấm sao bấm gọi này, nó hiện lên. Cái này là Spring này, nó có gíp này, nhập gíp trước. Cái A200. Nó mở tù. Rồi bấm gửi. Này nó tuột sóng anh em chờ tí. Rồi xong là nhập Spring này, nhập 3101200. Cái này là full nha. Không mở thì mở được nhưng mà sợ ở tù. Sợ bắt công an bắt. 153. Anh em bấm sao gọi một lần nữa, bán em ở đây này, 3101200, bấm gửi. Rồi anh em chờ nó vô thôi. Mở. Đây là group Facebook mình này nha, mời anh em vô chơi nha. Rồi anh em vô này bật dữ liệu di động di chuyển vùng lên. Mới nhập thôi, chứ không phải ai làm hả? Nó lên sóng nhưng mà chưa có 4G thì anh em làm sao? Này bấm 112 gọi, cứ làm thao tác 112 gọi trước rồi tới thân gọi nha. SIM ghép này mình bán 150.000 nha anh em. Anh em mua cũng nên là phải kèm bao bì mình mới bảo hành nha anh em. Đó, SIM ghép Ronin rồi bấm thân gọi. Đây group Facebook mình này. Nó sẽ dăng IP là chắc chắn là có sóng. Nếu mà không dăng IP anh em bấm 112 gọi rồi bấm thân gọi, cứ như vậy thôi. Là được nha. Không có bấm khác nha anh em. Đó, nó nhảy sóng này, đây group Facebook mình mà anh em vô chơi. Chờ tí, đừng anh gọi, để nơi mình coi thì nó lên sóng chưa, có 4G chưa. Nó sẽ chủ động khi mất sóng là nó ở trong màn hình chính luôn, nên là mình xử lý nó dở hơn cái sim auto. Auto thì nhảy nhiều thì nó rất là khó lên sóng, anh em phải mượn máy quốc tế bả vô nó mới lên nha. Tăng độ sáng lên cho anh em coi chút, nó vẫn chưa có này, mình làm lại này, 112 gọi. Đó, nó tự tắt nha, mình đừng bấm tắt nha, bấm thân gọi thì nó sẽ dăng IP. Những tiền nó có sống thôi, riêng Mobi với Vina thì Mobi với Việt Nam Mobi anh em phải chọn mạng thủ công nha. Nó mới là ok được. Rồi nó có 4G rồi, như vậy là xong, anh em thấy đơn giản không? Đó, nó vô màn hình chính mình rất là dễ này. Đây trang web fanpage của mình. Rồi anh em cài cái app Contact Pro vô. Nè, Contact Pro, edit Contact Pro này, sửa trên mẹ là bấm vô Contact nè. Utility, rồi chọn S Country, chọn về Việt Nam. Bấm S. Anh em chờ chút nó hết quảng cáo rồi mình mở lên nha. Tắt nè. Nó quảng cáo cái gì quảng cáo đó. Rồi edit refit number, bấm edit cái nữa xong. Giờ là xong nha, chúc anh em vui vẻ, chào anh em.